Cũng liên quan đến những câu chuyện về học sinh trung học phổ thông, mới đây một sự việc hy hữu đã xảy ra tại trường trung học phổ thông Nguyễn Diêu, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Khi nữ sinh lớp 10 của trường đang khởi động để chuẩn bị bước vào tiết học thể dục thì bất ngờ có biểu hiện lạ rồi tử vong thương tâm. Trưa 30 tháng 12, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định xác nhận một học sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông Nguyễn Diêu, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước vừa tử vong trong giờ học môn thể dục. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, em NTHL 16 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, học sinh lớp 10, trung học phổ thông Nguyễn Diêu, ra sân trường để học môn thể dục. Trong lúc đang khởi động tại chỗ để chuẩn bị vào lớp học chính thức, giáo viên dạy môn thể dục phát hiện em L có biểu hiện mệt, mặt tái. Ngay sau đó, nhân viên y tế của trường đã tiến hành sơ cứu ban đầu, rồi chuyển em NTHL đến trạm y tế xã Phước Sơn, sau đó chuyển tiếp đến trung tâm y tế huyện Tuy Phước cấp cứu. Tuy nhiên, em L đã tử vong. Theo gia đình nạn nhân, trước khi tử vong, em L có tiền sử bị bệnh tim. Trước đó, ngày 27 tháng 11, em L học sinh lớp 12 A1, trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát, xã Phù Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cũng đã tử vong trong lúc thi chạy do nhà trường tổ chức. Em Tê là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy. Theo lãnh đạo nhà trường, nguyên nhân khiến em Tê tử vong liên quan đến vấn đề về tim mạch nhưng không được phát hiện sớm. Từ vụ việc, các phụ huynh cần phải thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của con em mình cũng như phối hợp với nhà trường để phát hiện kịp thời và có những biện pháp phù hợp, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua.